BMC xin được gửi đến quý cư dân The Ascent Thảo Điền lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Được thành lập từ năm 2009, BMC là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý bất động sản cho các dự án chung cư, biệt thự, trung tâm thương mại, văn phòng, trụ sở công, khu công nghiệp trên khắp 3 miền Tổ quốc. Với các cổ đông là các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như VNPT, Viken Techno Nhật Bản hay là các cổ đông của các doanh nghiệp Nhật Bản tới hoạt động tại thị trường Việt Nam như Visaho, The Sankei Building Group, BMC đã không ngừng nỗ lực nhằm mang lại nhiều trải nghiệm hoàn hảo hơn nữa cho mọi khách hàng. Trong một thập kỷ vừa qua, từ một đơn vị làm dịch vụ trong nước với vài chục thành viên, đến nay BMC đã và đang vận hành hơn 100 dự án với hơn 1.500 thành viên và doanh thu gần 1.500 tỷ đồng. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã không ngừng học hỏi, nỗ lực xây dựng đội ngũ thành viên thiện nguyện và chuyên nghiệp. Bằng các phương pháp đào tạo tại chỗ và liên tục, BMC không chỉ hướng đến các kỹ năng cơ bản, kiến thức, thái độ của nhân sự, mà chúng tôi còn chú trọng đến các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, các chuẩn mực phục vụ khách hàng của Nhật Bản như Omotenashi, Kaizen, 5S nhằm tạo nên sự khác biệt của chúng tôi. Giá trị công ty BMC là không tăng, vượt qua thách thức, không thỏa hiệp với chất lượng, khiêm nhường và cân bằng cuộc sống. Với những giá trị này, chúng tôi luôn mong muốn cùng xây dựng nên phương trình lòng tin, đó là sự thấu cảm, giá trị được chia sẻ, an toàn bền vững, tất cả tạo nên một lòng tin theo thời gian. Luôn hướng tới khách hàng bằng cả trái tim, BMC sẵn sàng phục vụ quý cư dân 24/7. Chúng tôi mong muốn trở thành những người bạn đồng hành với quý cư dân, là cầu nối vững chắc giữa ban quản trị tòa nhà cùng với chủ đầu tư, để chúng ta cùng nhau kiến tạo nên một cộng đồng The Ascent Thảo Điền đáng sống với những bản sắc riêng, mang tầm tính nhân văn. Nhiều năm liền, giữ vai trò là đơn vị quản lý của các dự án bất động sản như Tropic Garden, The Jason Residence, Newton Residence, Sala Saremi, The Pegasus, La Astoria, The Crystal, Crystal, Sunrise City, Canterview Hoàng Cầu, Park Spring, Pinnacle River View, Azura Tower, Đà Nẵng Plaza, Gangnam Place Landmark, Golden Westlake, Moonberry Lane, Home City, Sky City Tower, Dolphin Plaza, Five Star Garden, Mon City, Vietcom Complex. BMC đã tích lũy được bề dày kinh nghiệm và ngày càng được sự tín nhiệm của nhiều chủ đầu tư cũng như nhiều ban quản trị tòa nhà. Với nền tảng đó, chúng tôi tự tin tiếp tục vận hành The Ascent Thảo Điền theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, mang lại cho quý cư dân một môi trường sống văn minh, đẳng cấp và hiện đại. Tại phòng sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi sẽ đặt thêm một chiếc đàn piano nhằm tạo dựng nên một không gian âm nhạc, nghệ thuật đầy sang trọng, thư giãn, ấm áp, bù lại một phần giá trị tinh thần cho quý cư dân mà cuộc sống bận rộn đã lấy đi mất. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực gia tăng các giá trị tài sản trong căn hộ bằng cách hỗ trợ các dịch vụ làm sạch, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cũng như trợ giúp các vấn đề về pháp lý cho khách thuê nhà để quý cư dân có thể yên tâm trao gửi. Nếu có bất cứ vấn đề gì về dịch vụ, quý vị cư dân vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Hotline tòa nhà 091 8558 936. Sự hài lòng của quý vị cư dân là động lực và là niềm vui của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.